Thế lệ của giải này là lái đứng ở băng quang, tay vịn vào biển số thứ tư, ra lồn về rốn lên thượng lưu, đi ba vòng sáu tao, về rốn và vào. Đề nghị các xóm lại đứng trên bờ, lại đứng trên bờ, tay vịn vào số thứ tư của xóm mình. Ban tổ chức đồng trống là lại là thuyền xuất phát. Giải này do Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã Dương trao giải. Được đăng. Xuất phát. Như vậy là xóm Dương Khê đang dẫn đầu đoàn đua. Tốp thứ hai xóm Đình, xóm Trong, xóm Hóp và xóm Rú. Là
Chóm Đình và chóm Hóp đã hoàn thành vòng đua đầu tiên. Tiếp theo là chóm Dương Khê. Sau chóm Dương Khê là nhóm các chóm Chùa, chóm Trong. Chóm Chùa và chóm Trong đã qua vòng đua đầu tiên. Tiếp theo là chóm Trẻ. Sau chóm Trẻ là chóm Đông. Đề nghị các anh thanh niên không nên ra ngoài đường đua để bảo đảm đường đua được thông thoáng, thì đề nghị các anh thanh niên đi vào. Alo. Xóm Đình đã hoàn thành vòng đua thứ hai, tiếp tục vào vòng đua thứ ba. Tiếp sau giờ là xóm Hóp. Sau chấm Hóp là xóm Dương Khê. Các xóm cố lên. Đi vị trí thứ tư là xóm Chùa.
Bin. Alo. Alo. Đề nghị ghé tiến về ban tổ chức, tiến về bằng quang để nộp thẻ. Đề nghị các ghé khi đã lộn và trốn vào, tiến về bằng quang để nộp thẻ. Dạ nhất chấm đinh. Đề về chấm đinh đi luôn, ghé chấm đinh đi. Về thứ hai là xóm Dương Khê, thứ ba là xóm Chùa, thứ tư là xóm Hợp. Đề nghị cả ghe đi ra, đề nghị cả ghe đi ra để cho cả ghe khác vào. Xóm Hợp, Hợp tiến vào bằng quang là xóm Trẻ, vị trí thứ năm. Đề nghị các xóm lên nhận giải và tiến hành bốc thăm. Đề nghị xóm Đình, xóm Dương Khê, xóm Chùa, xóm Hóp, xóm Trẻ và các xóm còn lại đề nghị tiến về bằng quang để nhận thưởng và tiến hành bốc thăm giải tiếp theo.